chào các bạn. Hôm nay trong chương trình Dân ta phải biết được ta, tôi sẽ nói về bán đất không ghi diện tích. Thưa quý vị và các bạn, trước khi cái video này đến tai quý vị và các bạn, thì cũng thú thật với quý vị và các bạn, trong hàng loạt những cái câu hỏi, những cái comment gửi về, thì có một số bạn hỏi những cái câu hỏi mà tôi cho rằng là xét thấy là không có ích lợi trong chương trình Dân ta phải biết luật ta. Tại sao bạn không tự lên Google search? Ví dụ một bạn hỏi với tôi rằng là chị ơi, bây giờ chị nói về vai trò của hội thẩm đi. Thật sự đó là nó có văn bản vai trò của hội thẩm. Và tôi nghĩ nếu tôi nói cái vai trò hội thẩm, tôi là người tuyên truyền pháp luật rồi. Tôi là một anh chị cán bộ tuyên truyền pháp luật. Chương trình Dân ta phải biết luật ta muốn đưa cái thực tế của luật đến tai quý vị và các bạn. Và nếu như trong trường hợp quý vị và các bạn không nhận được cái phản hồi từ chương trình Dân ta phải biết luật ta, có nghĩa rằng cái câu hỏi của bạn nó không phải là phổ thông, mà nó là dạng rất là nhiều cái kiến thức, hoặc kiến thức rất là cơ bản. Có bạn lại hỏi chị, em muốn ly hôn, ly hôn sao, có được ly hôn không, đơn phương ly hôn. Thật ra bạn hỏi câu hỏi đó thì bạn phải quay lại trong toàn bộ những cái video của tôi. Có rất là nhiều lần tôi làm ly hôn các bạn ạ. Tôi làm ly hôn nhiều lắm. Tôi làm ly hôn nè, trích lục thông tin của ly hôn nè, rồi vấn đề của ly hôn gồm 3-4-5 vấn đề. Và nếu như trong trường hợp các bạn sẽ không được nhận cái phản hồi từ luật sư, có nghĩa rằng luật sư chỉ thả cho các bạn một trái tim, có nghĩa rằng các bạn sẽ xem lại trước đó luật sư đã đưa trong chương trình Dân ta phải biết luật ta đưa cho quý vị và các bạn cái thông điệp rồi, tức là bạn không search ra, bạn không tìm ra, thì từ từ, một là mình sẽ xem lại trong toàn bộ những cái video của luật sư. Tại vì thật sự ra nói ly hôn tôi làm tới nay gần như là 30-40 cái video liên quan tới ly hôn rồi. Nếu nói là hoài ly hôn thì có nhiều người nói chị này chỉ luật sư chứ không biết gì ngoài cái chuyện ly hôn hết, thì cũng tội nghiệp chứ. Chương trình Dân ta phải biết luật ta, mong muốn của chương trình Dân ta phải biết luật ta là những điều luật cơ bản. Và cho tới thời điểm này, các anh chị và các bạn, những người đang xem những cái video của chương trình Dân ta phải biết luật ta, song hành cùng chương trình Dân ta phải biết luật ta, thì tôi đã gửi những cái thông tin rất là cơ bản rồi. Các bạn sẽ biết ly hôn là như thế nào, tài sản tranh chấp là như thế nào, cách chia thừa kế, hàng thừa kế, rất là nhiều những cái kiến thức. Nhưng nếu như trong trường hợp các bạn đã hỏi những cái kiến thức mà cái kiến thức đó tôi đã từng làm những cái video tới nay thì 30 cái rồi, thì tôi không làm lại nha. Và cũng thông cảm cho chương trình Dân ta phải biết luật ta, là tôi chỉ chọn những cái lĩnh vực nó phù hợp với cái nghề của mình thôi. Còn những cái việc khác nó nằm ngoài cái khả năng thì tôi, thứ nhất là tôi không biết nên tôi không làm. Cái thứ hai là nếu đã nói rồi, tôi cũng đã lặp đi lặp lại nhiều lần rồi, thì tôi không lặp lại nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã, mình có một cái thỏa thuận như vậy, để tránh những trường hợp có những bạn điện thoại comment lại: chị, em gọi điện thoại sao, em gọi điện thoại sao chị không bắt máy. Dạ thưa bạn, tôi vẫn phải kiếm tiền nuôi bản thân, nuôi gia đình. Chị, em gọi điện thoại, em nhắn tin, tại sao chị không trả lời. Vậy thì chị nói để lại comment làm gì? Dạ thưa bạn, trong hàng loạt những cái cơ máu gạo tiền hàng ngày, tôi vẫn dành một chút thời gian cho việc miễn phí. Các bạn phải hiểu như vậy. Nếu các bạn cảm thấy rằng có một luật sư nào đó đã giúp cho quý vị và các bạn không có một phí, và các bạn hiểu thêm những cái quy định của pháp luật, mà những cái quy định pháp luật đó bạn rất cần. Có những người họ nói rất là rõ: sao chị không gọi cho tôi? Tôi nói trời ơi chị ơi, bây giờ là 10 giờ đêm, tôi cần cho con tôi đi ngủ, làm sao tôi tư vấn được. Các bạn phải hiểu là như vậy. Thôi thì
chúng ta sẽ thỏa thuận trước để tránh có những cái phản ứng nó không được vui vẻ từ chương trình Dân ta phải biết luật ta. Giờ để các bạn tư vấn miễn phí là từ 8 giờ đến 9 giờ sáng hàng ngày. Nếu ngày nay mình không gọi được, ngày mai mình sẽ gọi. Ngày mai mình không gọi được, ngày mốt mình sẽ gọi. 8 đến 9 giờ sáng nha các bạn nha, không phải là 8 đến 9 giờ tối đâu. Còn những giờ khác, dĩ nhiên trong giờ hành chính, thì chúng ta nếu có chủ động thì chúng ta, tôi sẽ lấy một cái khoản phí nhỏ nhỏ. Ở dưới đường link này tôi đã để cái số điện thoại tư vấn có phí. Và dĩ nhiên tôi cũng không ép buộc ai phải tư vấn luật sư thu có phí cả. Tuy nhiên nếu như các bạn có một cái nhu cầu và mã hóa thông tin luật sư ơi, thông tin này nhớ đừng đem lên trên chương trình Dân ta phải biết luật ta nha. Thông tin mật của nhà tôi nha, luật sư tư vấn. Các bên sẽ thỏa thuận lại. Tôi vẫn đang tiến tới một cái cung và cái cầu của luật sư trong một cái vai trò. Tôi cần khách hàng, nguồn khách chính của luật sư là khách hàng. Và kiến thức của luật sư cho đi chỉ bằng gì? Chỉ bằng kiến thức thôi. Sản phẩm của tôi là sản phẩm vô hình các bạn ạ. Thôi nha, chúng ta sẽ thỏa thuận để tránh những trường hợp mất thời gian của những người khác. Tôi đi vào cái vấn đề chính. Việc mua bán không có diện tích. Có một vị khách hàng điện lại cho chương trình Dân ta phải biết luật ta. Họ bảo rằng là chị, hồi xưa nhà em á là có một cái phần đất. Sau đó là ba em mới chỉ cho cái anh hàng xóm. Cái anh mà bây giờ trở thành là hàng xóm đó. Ba em chỉ, ba em nói nè, bán từ đây nè, tới vị trí kia nè, tới vị trí nọ nè. Và chỉ cái ranh cho họ. Và khi mà chỉ ranh cho họ thì họ trên cái phần đất đó là đất trống. Sau đó thì người A này không quản lý sử dụng nữa. Và họ đem bán đất đó cho ông X. Và ông X ông làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sổ đỏ đó quý vị và các bạn. Luôn cả cái phần lớn hơn so với cái diện tích mà người A mua. Gia đình ta không biết. Và sau khi mà cầm cái bùa hộ mệnh, tôi nói từ cái bùa hộ mệnh, sau khi cầm cái bùa hộ mệnh là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cái người X này mới đi buộc gia đình của vị khách hàng tôi phải dời, tôi cho là công trình phụ đi, nhà cửa bếp núc gì đó, dời công trình phụ, vì họ cho rằng họ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bài toán nan giải không quý vị? Tại thời điểm mà giữa cái vị khách hàng của tôi và ông A giao dịch, không có ghi diện tích, nông dân mà, đâu có ghi số tờ, số thửa, tờ bản đồ, đông giáp ai, tây giáp ai, bắc giáp ai. Và vả lại hồi xưa đất cũng rẻ, tao bán cho mày vậy đó. Nè, chỗ này nha, tới chỗ kia, bên này nè, tới đây nè, tới đây nha. Không ghi diện tích các bạn ạ. Và người A này, nếu trong trường hợp họ vẫn còn cái, nếu trong trường hợp tranh chấp thì sẽ đưa người A vào tham gia tố tụng. Với tư cách họ là nhân chứng mà, họ là người có quyền và nghĩa vụ liên quan mà. Chính họ đó, chính người A này giao dịch trực tiếp với vị khách hàng tôi. Cho đến thời điểm hiện tại thì một số các anh chị em vùng sâu vùng xa, thứ nhất là vai trò là không có am hiểu pháp luật, thứ hai nữa là do cũng nể nang cả nể, cho nên cũng chẳng có ghi một cái phần diện tích, chỉ ghi giá tiền là 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng thôi. Và sau đó thì năm dài tháng rộng, vụ kiện của chị khách hàng thì cũng chưa có một cái định hướng
Thì tôi cũng đang có một cái định hướng cho chị rằng là thì thôi bây giờ vì cái vị hiện tại đang trực tiếp quản lý sử dụng họ đã cấp giấy rồi, cho nên thì cái tốt nhất là nên hủy giấy. Và trong cái hủy giấy đó thì mình sẽ viện dẫn những cái quy định của pháp luật. Tòa ơi, tại thời điểm mà cái người trực tiếp quản lý sử dụng nè, bị đơn nè, họ quản lý sử dụng thì gia đình tôi đã có những cái công trình phụ trên đó rất là nhiều năm. Xin lỗi quý vị và các bạn, tôi đã có những cái công trình phụ trên đó rất là nhiều năm, còn lý do tại sao tôi chưa được cấp, nếu tôi quản lý mà nhà nước cấp theo dạng đại trà, tôi chưa cấp thôi. Hoặc có lẽ là bây giờ tôi nghĩ rằng đất tôi, nhà tôi ở từ năm 1975 tới nay của tôi chứ. Không lẽ tôi bán mà bán cho cái ông, cái người chủ trước á, thì cái người chủ trước đã xác lập được cái ý chí tổng diện tích, không có diện tích nhưng mà có chỉ ranh giới rõ ràng. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống thì luật sư cũng không muốn đưa cho quý vị và các bạn những cái thông tin mang một tính chất gọi là nó hơi chanh chua. Nhưng trong trường hợp mà bây giờ cái phía bên bị đơn đó, họ đã cấp giấy luôn các cái phần đất mình, thì chỉ có một cái cách duy nhất là hủy giấy thôi. Còn trình tự hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào thì nếu bạn cần thì tôi cũng có một cái hướng dẫn về hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mình phải tự bảo vệ mình bằng cách là hủy giấy. Không có hủy giấy không thể nào ra được một bài toán. Rồi thì khi khởi kiện ở tòa mình sẽ đưa cái người mà trực tiếp mà nhận chuyển nhượng á, mua vào trước đây á, vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Thưa quý vị và các bạn, việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi cho rằng cái quyền sử dụng đất của nhà nước cấp bao luôn cả căn nhà và một số công trình phụ mà vị khách hàng của tôi đang trực tiếp quản lý, dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Thì trong trường hợp này có hai cách. Tôi cho rằng đất có giấy thì bây giờ thuộc thẩm quyền của tòa án. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Mỗi ngày một chút thôi, mỗi ngày gửi đến cho quý vị và các bạn một chút kiến thức. Ráng cố gắng, tôi ráng cố gắng chuẩn hóa từng câu chữ một cách đơn giản nhất, một cách dễ hiểu nhất đến cho từng mọi người, cho tới cái tầng lớp nông dân buôn bán, ai cũng hiểu những cái quy định của pháp luật các bạn ạ. Ai cũng hiểu những cái quy định của pháp luật, và khi hiểu được quy định của pháp luật thì chúng ta sẽ vận dụng một cái cách khôn ngoan nhất. Đó là cái thông điệp của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta.